Đây là cách bạn có thể tuyển sỉ rất là nhanh trong 30 ngày đầu tiên. Kể cả hôm nay là ngày bạn mới kinh doanh nhá, nhưng mà trong vòng 30 ngày tới bạn hoàn toàn có thể ra được sỉ. Hay như vậy đấy. Thế còn những bạn nào kinh doanh lâu rồi thì không sao cả. Bây giờ cũng áp dụng cái phương pháp này để 30 ngày tới mình không chỉ có thêm một mà có rất nhiều sỉ nữa. Rồi, nếu các bạn đã sẵn sàng rồi, ok thì các bạn comment sẵn sàng xuống nha. Cho thì dự xin trước cái team một cái like của các bạn đi để cho cái buổi học ngày hôm nay, bài học ngày hôm nay của chúng ta trở nên ấn tượng. Rồi, giải quyết một bài toán rất là khó. Đó là hôm nay em mới bắt đầu kinh doanh mà trong tháng này, hôm nay đầu tháng mà hết tháng là em phải có ít nhất một đại lý rồi. Rồi, cái tuyệt chiêu số 1. Tuyệt chiêu 1 này nó có tên là đôi bạn cùng tiến các bạn này. Tuyệt chiêu này có tên là đôi bạn cùng tiến. Hay tuyệt chiêu này được áp dụng như thế nào? Bạn hãy chọn ai đó trong mối quan hệ của mình, có thể người thân của mình, người bạn nào đó của mình, người em nào đó của mình, người chị nào đó của mình, mà ai đó mà bạn nhắm sẵn là bạn rất là muốn người đấy sẽ đồng hành kinh doanh của mình ấy. Thì khi bạn kinh doanh, bạn hãy khoe cái thông tin là mình kinh doanh cái sản phẩm này với người đấy. Đấy, mình khoe rằng dạ là mình đã chính thức nhập hàng này rồi. Đó, có thể nhờ họ mở hàng này thì rất là tốt, đúng không ạ? Họ thậm chí là gì ạ? Mở hàng mình có tài trợ một phần cho họ, tặng thêm nhiều quà vào để họ trở thành người trải nghiệm sản phẩm đấy cùng mình. Thấy không? Để họ cũng bắt đầu có quen sản phẩm của mình, có va chạm với sản phẩm của mình, có yêu cái sản phẩm của mình. Rồi, chưa thuyết phục họ kinh doanh cùng ngay đâu. Và việc của mình là dạ, mỗi một bước tiến của mình trong vòng 30 ngày tới thì mình đều có khoe với người ta, có nhắn tin hoặc là gặp gỡ để khoe với người ta. Nào, đôi bạn cùng tiến mà. Thì bước đầu tiên là cho người ta xem được bước tiến của mình nào. Bước 1 là cho người ta trải nghiệm sản phẩm, đúng rồi. Đấy, có thể mình tài trợ cho người ta, hoặc là mình bán giá ưu đãi gì cho người ta, hoặc mình có thể bán mở hàng cho người ta với giá là gì ạ? Giá không ưu đãi gì cả, nó ủng hộ mình. Rồi, bước 2 đó chúng ta phải là tạo ra các bước tiến hàng ngày cho bản thân mình. Rồi, đang xen với cái bước 2 này, thì cho nó là bước 3 nhưng thực ra nó đang xen với bước 2 này nhá. Đó là chúng ta sẽ khoe tin vui, hay còn gọi là chúng ta cập nhật những cái bước tiến của mình đấy với cái người bạn kia kìa. Xong bước 1 số 4 bắt đầu mới là gì ạ? Bước 4 là gì ạ? À, cho người ta tham gia cùng một bước nào đó. Rồi, và tham gia cùng một bước nào đó trợ giúp mình thôi. Xong bước số 5, đó chúng ta đề xuất họ trở thành đại lý của mình. Phải làm điều này trong vòng 30 ngày. Thì 30 ngày đầu tiên các bạn thi kinh doanh online là bạn có thêm ít nhất một đại lý mới rồi, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ băn khoăn về việc là thì tạo ra các bước tiến như thế nào, đúng không? Đây này, cái phần này này. Đó, thì ví dụ như là mình làm một cái video. Đó, mình đăng lên. Đấy. Và mình khoe người ta là yeah, mình đã làm được một video lần đầu tiên trong đời rồi, thích quá. Để đợi xem có khách hàng, có nhiều người tương tác không. Rồi, đến lúc mà mình có một người hỏi hoặc là mình bán được thêm một đơn hàng cho một ai đó thì mình khoe luôn, yeah, có một đơn hàng này rồi, lợi nhuận cái này được 80.000, sướng quá. Đúng không ạ? Rồi và gì ạ? Mình lên mạng hoặc là mình liên hệ với người trợ giúp mình ấy, hoặc là công ty có chương trình đào tạo gì đó và mình nhận được cái kiến thức này rất hay và mình thực hành luôn. Ví dụ như là tạo ra bức ảnh này rất là đẹp, hoặc là cách để làm video này rất là nhanh, hoặc là cách để lồng tiếng như này gì đó. Tóm lại là mình làm được cái điều gì đó. À, thế là mình khoe luôn là yeah, hôm nay học được cái này, làm được cái này, sướng quá. Đúng không? Rồi khi có một khách hàng nào đó họ phản hồi là ồ dùng tốt, sản phẩm này dùng ok đấy em ạ. À, anh thấy thế A, anh thấy thế B rồi, hoặc chị thấy thế A, chị thấy thế B rồi. Mình khoe luôn là ôi rồi lần đầu tiên kinh doanh mà lại được có người khen như này, sướng quá. Đấy, khoe với người ta để người ta chúc mừng. Đúng không ạ? Đấy, thì mình tạo ra những bước tiến như vậy, mình khoe. Rồi tham gia cùng nghĩa ở đây là gì ạ? Là mình nhờ người ta trợ giúp một cái điều gì đó. Trợ giúp điều gì đó, ví dụ như nhờ người ta quay video cho mình, nhờ người ta đóng hàng cùng mình, nhờ người ta đi xếp hàng cùng mình. Hãy nhờ người ta để người ta tham gia một khâu nào đó trong việc kinh doanh của mình. Rồi, đề xuất ở đây là gì ạ? À? Đề xuất kinh doanh.
Thì đề xuất đây là có thể bạn đề xuất họ trở thành cộng tác viên trước, để họ chỉ cần đăng bài thôi, có khách hàng mình tương tác cho, hoặc là có thể là đề xuất họ trở thành đại lý, trở thành sỉ của mình. Đấy. Các bạn thấy cái ý tưởng của tôi chương 1 này như nào các bạn ơi? Thú vị không? Chữ hơi xấu nhưng bạn thông cảm nhá. Hôm nay thì sẽ luyện tập, sẽ luyện chữ, thì chỉ luyện 1 tuần thôi, chữ chắc sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ thời gian nó đang gì ạ? Nó đang gấp rút mà thực sự muốn tạo ra thật nhiều bài học đều đặn cho các bạn vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày như thế này. Nên thông cảm một tí liên quan đến chữ xấu. Chữ xấu nhưng kiến thức thực chất đúng không? Thế. Rồi. Và cái tuyệt chiêu 2 là cũng trong vòng 30 ngày này này, thay vì việc là mình chỉ có khoe với cá nhân người nào đó thôi, thì mình sẽ khoe lên Facebook của mình, khoe lên Facebook, khoe lên Zalo của mình. Từ khi bắt đầu kinh doanh rồi từng ngày trôi qua, mình có được tin vui gì mới, tin vui có khách hàng mới, hay có người hỏi mới thường được, họ tin vui mình làm được một livestream đầu tiên này, live làm một video đầu tiên này, hay viết được một content đầu tiên liên quan giới thiệu sản phẩm, cứ bất kỳ một bước tiến nào đó đấy, thì là gì ạ? Là cứ mình cứ cập nhật là mỗi ngày mình khoe một cái bước tiến nào đó của mình đấy. Và cứ như vậy, thế là người khác người ta thấy được cái sự tiến bộ của bạn, thấy được rằng là bạn từ trạng thái cũng gà mờ mà bây giờ cũng gì ạ, cũng làm được điều A điều B, cũng có khách hàng rồi, cũng làm được video gì đó, đúng không ạ? Thì chính những cái người mà đã từng comment là cổ vũ bạn, hoặc comment tương tác gì đó vào cái bài bạn khoe như vậy ấy, thì bạn inbox với những người như vậy thì bạn đề xuất họ kinh doanh của mình, đề xuất làm cộng tác viên của mình, thì những người đấy rất dễ trở thành những người cộng tác viên hoặc là những sỉ đầu tiên của các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy cái tuyệt chiêu, hai tuyệt chiêu này như nào? Đúng không? Hai tuyệt chiêu để giúp cho các bạn có thể làm gì đây? Có thể tuyển được sỉ trong vòng 30 ngày đầu tiên khi mình kinh doanh online. Còn rất nhiều cái bài học khác nữa sẽ được đăng vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày trên kênh truyền thông này. Các bạn sẽ đăng ký vào kênh nhé. Ấn nút đăng ký kênh để cứ 5 giờ sáng video thì sẽ đăng lên, nó sẽ hiện thông báo trên điện thoại của các bạn. Thích chưa không ạ? Ok. Và đừng quên, những bạn nào bây giờ đang rất là muốn được sự hỗ trợ, được kèm cặp 1-1, được coaching 1-1 của Thị Dự, được Thị Dự đồng hành trong vòng 1 năm để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh online, không chỉ có kiến thức mà Thị Dự kèm các bạn có kỹ năng, rồi thì các bạn sẽ chủ động kết nối với Thị Dự. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nha. Thank you.